Quát dắp xin chào các anh em đồng dâm. Ấy chị ơi, nhầm kênh rồi chị ơi. Đây là kênh của em à. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Boss Gear. Hôm nay mình sẽ cùng mở hộp cho các bạn một con bàn phím cơ dòng TKL. Đây là một trong những con bàn phím cơ mình thấy có thiết kế rất là độc đáo và cực kỳ đẹp. Đẹp nhất trong những cái con mà mình từng mở hộp. Ok, mình sẽ bắt đầu giới thiệu cho các bạn nhé. Admin dạo VL. Đậu xanh rau muống. Đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy ở bên ngoài vỏ hộp con này là một cái màu đen và có chữ A, tức là logo của hãng. Con này là của hãng Acro. Và nó cũng không có thông tin chi tiết nhiều gì về cái bàn phím cả. Nó sẽ có một số thông tin cơ bản thôi, về kích thước cũng như là tên thương hiệu, với lại độ nặng, số phím 80 phím, 87 phím đấy. Và cái này nó sẽ có hai hộp, một cái hộp màu đen tùy như thế này, và có logo cách điệu ở trên hộp. Ở bên trong này chúng ta sẽ còn có một cái hộp giấy nữa, và nó sẽ được bọc ở trong cái hộp này. Để mình lấy ra cái hộp giấy này, ở trong thì nó sẽ được làm rất là khít với lại cái hộp đen này, cho nên sẽ rất là khó mở. Để mình tuốt nó ra cho các bạn. Đấy. Bên trong chúng ta sẽ có một hộp giấy như thế này nữa. Vứt cái hộp cũ này sang một bên. Đó. Hộp giấy này thì hoàn toàn không có gì hết, nó chỉ đựng cái bàn phím thôi, và nó sẽ không có màu mè gì nhiều. Mình sẽ mở phía bên trong ra cho các bạn coi nhé. Hộp này thì được làm rất là chắc chắn các bạn. Ok, ở trong này là cái bộ sản phẩm của con Acro bàn phím TKL, cho nên nó sẽ rất là nhỏ gọn, nằm gọn ở trong bàn phím này, trong hộp này. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái cáp sạc, mình xin lỗi là cái cáp để kết nối với lại PC. Con này mở ra hơi khó khăn một chút. Đó, cũng có một lớp bọc như thế này. Hóa ra trong hộp còn có một cái giấy, người ta gọi đó là giấy hướng dẫn sử dụng, nhưng mà thực ra thì chắc cũng chẳng ai bây giờ đọc cái giấy này. Thứ vô dụng nhất mà thấy thường có trong các cái sản phẩm bàn phím. Rồi, đây chính là cái chiếc bàn phím Acro MX300. Thì dòng bàn phím này là một dòng bàn phím TKL, nên các bạn có thể nhìn thấy là cái thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với lại tất cả các cái dân mà thường thích xu hướng gọn gàng, và cũng như là có thể mang bàn phím đi đây đi đó theo mình. Rồi các bạn có thể đập vào mắt. Đầu tiên nó là cái phần thiết kế hoàn toàn bằng nhựa thế này, và nó sẽ là bằng nhựa nhám, sờ vào rất là sướng. Riêng với cái vỏ nhựa như thế này thì nó sẽ hạn chế tối đa cái việc đó là các bạn có thể bị giật, khi mà cái PC của Việt Nam ở đây thì hiện tại nó chưa có nối đất, cho nên là dễ rất là bị giật. Và ngoài ra thì cái thiết kế này nó cũng khá là giống với lại cái con, một cái con cũng rất là nổi tiếng, đó là cái con Fullen 680R. Thì nó sẽ có cái phần nút sẽ chìm xuống dưới như thế này. Cái cây của nó sẽ bọc lên trên, chứ không có để lộ cái chân phím ra. Cái thiết kế như thế này thì nhìn nó sẽ gọn gàng hơn và nhìn nó đầm hơn. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm, nó là sẽ rất là khó nhổ keycap, cũng như là rất là khó mà để vệ sinh. Đó. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy được là cái thiết kế này khá lạ ở một chỗ, đó là khi mà mình nhìn nghiêng phím như thế này, thì các bạn có thể thấy là giống như là phía dưới nó sẽ cao hơn phía trên. Đó. Thì mình sẽ thấy mình sẽ có cảm giác rất là khó gõ, nhưng thực ra thì ở đây chúng ta sẽ có một cái đế nó nằm gọn phía trong, sẽ lồi lên. Thực ra bàn phím này nó vẫn nghiêng từ phía sau lên, cho nên là vỏ vẫn rất là ok, ở mặt sau này nhìn làm rất là đẹp. Cùng với lại có 4 đến 5 cái cao su để chống trượt series của hãng. Đấy. Phía sau nhìn thấy thiết kế rất là gọn gàng luôn. Đó, chúng ta có thể thấy là cái phía mặt sau này nó làm bo vào bên trong, cho nên sẽ không có lộ ra cái lớp gồ lên ở phía sau.
để mình nhìn, khi mà mình nhìn nghiêng một chút thì có cảm giác như là cái phím này nó sẽ là hơi bị ngược với những cái phím kia, nhưng mà thực ra thì nó vẫn là phía trên này nó sẽ cao và phía này nó sẽ thấp hơn đó, và đây nó nhìn hơi to và hầm hố. Ở đây chúng ta sẽ có một cái logo cách điệu của hãng Aco. Ngoài ra thì về cái dây cáp của bàn phím thì nó cũng được làm rất là cao cấp với dây bọc dù nhìn rất là chắc chắn, cục chống nhiễu cũng như là đầu USB hoàn toàn được mạ vàng để cho tín hiệu truyền tốt hơn. Này, các bạn có thể nhìn thấy cái độ dày của cái cọng cáp USB của con bàn phím này, cực kỳ dày luôn, nhìn rất là đẹp. Và con này hiện tại thì nó đang có hai phiên bản, đó là phiên bản màu trắng và phiên bản màu đen. Thì nữa mình sẽ cho các bạn xem phiên bản màu trắng. Có một điểm đặc biệt nữa là của con này nó thiết kế về cái phần LED cũng như là switch thì sẽ khá là giống với lại cái con 680R. Thì vì cái thiết kế này nó sẽ là thiết kế kiểu như là LED nổi lên trên chứ không phải là LED chìm, giống như những cái con bàn phím có xu hướng hiện nay là sẽ là LED LED chìm. Mình lấy nét lại cho các bạn. Đó. Thì nó sẽ có thiết kế như thế này. Các bạn có thể thấy là cái LED nó nằm ở trên. Cái ưu điểm của cái LED này là nó sẽ cho độ sáng rất là tốt và chỉ sáng ở những cái chữ này thôi, chứ không có tỏa ra xung quanh phím. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là sẽ khó lòng có thể thay thế, cũng như là nó sẽ không có tỏa đều được, nó sẽ không có quá sáng. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái phần đó là cái chế độ LED của con này. Vì cái con này nó sẽ chỉ có 6 chế độ LED thôi, nó không có hỗ trợ quá nhiều chế độ LED, và LED của nó chỉ là LED rainbow, tức là LED mỗi hàng một màu, không có nhiều. Mình sẽ cắm vào trong PC và bật tắt hết đèn cho các bạn xem. Và một cái lưu ý nữa của mình đó là về phần cái keycap của con này. Mình sẽ cho các bạn xem phần keycap. Keycap của con này thì làm rất là đẹp, mình thấy nó phải nói là làm rất là tỉ mỉ. Thứ nhất là nó không có những cái chất liệu nhựa thừa, và ở phía bên trong là nó sẽ làm keycap double shot tràn ra ngoài luôn, tức là nó sẽ có hai lớp riêng biệt ở tận ngoài viền này luôn, tràn hết lên keycap cho nó sẽ có cảm giác keycap nó sẽ cứng cáp hơn. Nhìn rất là đẹp. Keycap của con này thì vẫn làm bằng nhựa ABS thôi, cho nên nó không phải là nhựa PBT cao cấp, tại vì giá của nó cũng rất là hợp lý rồi, khoảng tầm 500, hơn 575 ngàn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tắt đèn đi cho các bạn coi nhé. Ok, sau khi đã tắt đèn và cắm con bàn phím này vào trong PC thì chúng ta sẽ thấy một cái hệ thống đèn LED rất là nổi bật. Và cái con này do là LED nổi nên nó sẽ chỉ có hiện đèn LED chủ yếu ở các cái phần ký tự ở phía trên keycap như thế này. Và do màu đen nữa cho nên nó sẽ không có tỏa ánh sáng ra nhiều. Nếu nó đi phiên bản màu trắng thì nó sẽ sáng hơn rất là nhiều. Thì nữa mình sẽ cho các bạn xem. Và cái con phần keycap của con này thì về cái phần đèn LED của con này cũng chỉ có 6 chế độ LED thôi. Và nó mình sẽ ấn FN cùng với lại 6 nút ở bên phía bên này để mình thay đổi. Đầu tiên là chúng ta sẽ có chế độ chạy vòng tròn như thế này. Mình sẽ tăng giảm tốc độ bằng FN qua phải hoặc FN qua trái. Đấy. Và tiếp theo là chế độ bấm nó tỏa ra. Chế độ này có lẽ là rất nhiều người thích. Khi mình bấm thì nó sẽ tỏa ra xung quanh. Đây là chế độ sáng hết tất cả các bàn phím. Mình có thể tăng giảm độ sáng bằng cấn FN lên và FN xuống. Nó có tất cả 4 mức độ sáng khác nhau. Đây là chế độ bridging. Thì cái này thì có rất là nhiều người biết rồi. Và đây là chế độ tùy chỉnh. Thì nếu như các bạn muốn tùy chỉnh thì nó sẽ có FN1 cho đến FN9. Đấy. Đó, mình có thể tùy chỉnh. Như mình muốn tùy chỉnh thì mình ấn FN thêm một lần nữa thì nó sẽ nhấp nháy thế này, tức là đã vào chế độ tùy chỉnh là mình muốn phím nào sáng, phím nào tối thì mình cũng có thể điều chỉnh ở đây như thế này, và ấn FN thêm một lần nữa thì nó sẽ lưu lại. Và cuối cùng là chế độ ấn phím nào sáng phím đó. Chế độ này cũng rất là hay, rất là đẹp. Đây là những cái chế độ LED của con này. Và bây giờ mình sẽ vào cái phần quan trọng nhất mà tất cả các anh em đều mong muốn, đó là cái phần test tiếng gõ.
Thì con này do đang sử dụng Blue Switch của hãng sản xuất luôn, cho nên mình sẽ thử test tiếng cho các bạn coi nhé. Ok, mình đã chuyển cái mic thu âm của mình vào tới gần sát bàn phím để cho các bạn nghe được tiếng gõ tốt hơn. Rồi bây giờ mình sẽ gõ thử một đoạn văn bản nhé. Đó, các bạn có thể thấy tiếng gõ của nó kêu không quá to, nhưng mà cái lực bấm của con này thì mình thấy khá là nhẹ, bấm rất là sướng. Cái tay mình bấm khi bấm con này thì có cảm giác như gõ là nhẹ, gần như là Red Switch nhưng có tiếng clip và có cảm giác đẩy rất là sướng. Đó, có thể là do cái phần keycap của nó làm hoàn thiện khá tốt nữa. Ngoài ra thì mình có một cái điểm cộng rất là lớn dành cho con này, đó là những cái phím mà dùng start, tức là những phím dài như thế này thì gõ rất là sướng, không có nghe thấy tiếng lò xo giống như là những cái phiên bản của các cái dòng phím cao cấp ấy. Ngoài ra thì do con này đang sử dụng là Blue Switch nên sẽ có tiếng hơi ồn, và nó sử dụng Blue Switch của thằng Aco luôn. Độ bền của nó là nghe các nhà sản xuất bảo là tới 60 triệu lực nhấn, nhưng mình vẫn chưa có kiểm nghiệm gì nhiều. Ở đây là những gì mình giới thiệu sơ qua về con bàn phím. Nếu các bạn muốn trải nghiệm thì có thể đến trực tiếp shop mình. Nếu các bạn muốn mua thì mình sẽ để link ở phía phần bên dưới. Giá của nó là khoảng tầm gần 600 ngàn thôi. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye.